Chị Linh xin được trở lại với phần trình diện với phần nói chuyện vợ cùng với thiếu tá lục quân Hiền Đõm và cựu trung sĩ lục quân Harry Lê, là những thành viên của hội VAUSA trên làn sóng CBN TV. Trước khi vào phần quảng cáo đó thì chị cũng muốn hai em chia sẻ với quý khán thính giả, nhất là những phụ huynh hiện đang có con em mình vừa gọi là chuẩn bị để mà lên lớp 11, lớp 12, và cũng có rất là nhiều em, kể cá nhân chị ngày xưa cũng vậy đó, khi mà còn đi học high school xong cũng rất là muốn đi đầu quân để mà đi vào một cái quân ngũ nào đó, một cái binh chủng nào đó, nhưng mà mình không có đạt được cái điều đó tại bố mẹ chị không cho. Và vì lúc đó mình cũng trong cộng đồng Việt Nam của mình cũng rất là ít người có gia đình có con đi lính, thành ra họ không có hiểu được cái tầm quan trọng cũng như là cái sự trong cái đời sống trong quân ngũ như thế nào, thì các em có thể chia sẻ được không? Quân ngũ thì vào phim nó cũng có nói cũng phần lớn rồi mình đi lính nhất không nhất thiết là mình phải là lính tác chiến. Trong quân đội nó cũng có nhiều ngành nghề khác nhau, chẳng hạn vào ngành tình báo, ngành nhân sự, ngành tác chiến sẽ tăng Đủ ngành đủ hết. thứ ngành. Bên hải quân, lục quân hay là không quân, tất cả đều như thế. Không nhất thiết là mình phải là lính tác chiến, nhưng mà cái quan trọng là phải có tinh thần phục vụ. Và từ cái tinh thần phục vụ đó, mình sẽ có cái motivation, cái enthusiasm để mình phục vụ, mình stay with the military. Bên cạnh đó thì mình phải, mình cũng phải qua các khóa huấn luyện để mình có thể thực thực sự trở thành người lính hay thủy thủ hay là người lính không quân, Tùy theo cái ngành cái mình ngành của chọn mình. phải không? Thì thông thường á, nếu mà lính thông thường mà đi huấn luyện á, khoảng chừng 10 tháng, 8 tới 10 tháng quân trường, rồi cộng thêm 2 tới 3 tháng cái ngành của mình nữa. Thì mà mỗi khi mình đi huấn luyện như vậy thì hay là sau này xong huấn luyện mình ra đời lính đó, thì cái quan trọng là mình phải có, chẳng hạn nói tinh thần phục vụ là một, và xong cái self discipline là hai, kỷ Kỷ luật cá luật, nhân, yes. rồi sức khỏe. Từ kỷ luật cá nhân rồi mình có thể kỷ luật bản thân để mình tập thể dục. Mình không những tập thể dục buổi sáng với bạn bè, rồi cũng phải thể dục giữ thể lực của mình tốt, rồi không cũng phải theo luật lệ của quân đội. Quân đội có luật lệ riêng gọi là UCMJ, luật lệ của quân đội rất là khó, khó hơn ở ngoài. Thì giống như anh Hiền nói thì em cũng trong lục quân, nhưng mà em chuyên về cái specialty thì em là bên quân y. Thì quý vị có con em á, mình không phải cần đi lính ngoài tác chiến đâu, vô quân y hoặc là vô even engineer, computer, đủ thứ thì mình có thể làm ở một cái văn phòng. Thì giống như hôm nay thì anh nói là mình đi qua cái trường dạy Huấn dạy luyện cho mình huấn luôn, huấn vừa luyện huấn luyện vừa huấn nghệ luôn phải và không? vừa huấn luyện một người ra trở thành một người lính. Tại vì lính Mỹ nó có nói when you are soldier á, là you are soldier and you have to know how to handle weapons. So, cho nên tất cả các cấp bậc hay là những ngành nghề gì mình trong lính mình đều đi qua cái 3 tháng quân trường đó, rồi sau đó mình đi học tùy theo cái ngành nghề. Có ngành nghề thì học cả năm trời, có ngành nghề thì học 3 4 năm. Như chứ nếu thí dụ con em của quý vị muốn vô bác sĩ chẳng hạn, dược sĩ, mình học có trường của quân y là 4 5 5 năm sau mình ra, đó là như vậy. Dạ vâng. Thì cũng giống như Việt Nam thôi, tại chị biết là chị nhớ là anh chị cũng là bác sĩ quân y ra thì cũng đi, cũng đâu có phải đi tác chiến đâu. Nhưng mà cũng khi mà miền Nam lục sụp đổ thì anh của chị trước khi đó thì cũng bị bắt và đi học tập. Tuy nhiên cái đời sống, cái mạng của mình thì nằm trong tay trời, mình đâu có thể biết được là bao giờ là trời mình gọi mình. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là như Hiền với lại Harry nói nãy giờ là cái self discipline, là cái kỷ luật cá nhân của mình để mà mình tuân theo. Và ngoài ra chị thấy cái hay nhất của đời sống quân ngũ, nó đi đôi với lại hướng đạo Nào, là leadership cái skill. leadership leadership và cái sự sẵn sàng
trong cuộc đời sống của mình, để mà khi mình ra đời, chị chắc chắn là bất cứ chuyện gì xảy ra các em cũng có thể vượt qua được những cái thử thách đó. Tụi em gọi là walk on water. You don't want, you want to be Jesus. Walk on water. The army trained you to walk on water. Well, if you can do that, that will be great. That will be great. Tuy nhiên, chị thấy cái tinh thần đó rất là hay, và như quý phụ huynh cũng đã nghe qua sự trình bày của hai người bạn trẻ ở đây, trẻ thì cũng không trẻ đâu, nhưng mà đối với Julie là vậy, cũng là những người em mà Julie rất là thương mến và cũng rất là cảm thấy hãnh diện là được làm bạn với những người lính trẻ này, những người lính trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Khi mà các em, chị nãy giờ chị nghe hai em nhắc nhiều về cái vấn đề là muốn vinh danh cũng như là muốn cảm tạ những người đã đi trước, những người, những cha ông chú bác đã đi trước, kể cả cô chú cô nữa, các cô cũng có những cô là nữ quân nhân. Thì chị muốn nhấn mạnh thêm là các em có em nào là con của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà tại sao lúc nào các em cũng nghĩ tới trong lòng là cũng lúc nào cũng mang trong lòng cái tâm tư là muốn đem cái đời sống quân ngũ của mình để về phục vụ cho những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Thì chính bản thân em là ba em hồi xưa là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ba em hồi xưa là pháo binh. Thì nhiều lúc ngồi nói chuyện ba kể những cái lịch sử đó, mình nghe mình thấy rất là cảm động. Nhất là mình coi bây giờ trên YouTube nữa, cái thời chiến tranh Việt Nam, rồi lúc mà thời 75 bao nhiêu trước người 75 ra đi chết rồi đó. Thì cho nên tụi em mới lợi dụng cái cơ hội là Veteran Day ở của Mỹ, và sẵn cái ngày November là Thanksgiving holiday season, cho nên tụi em mới nghĩ là bây giờ mình nên vinh danh những cô chú bác đã phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để mà giữ được cho Việt Nam mình, miền Nam mình có cái tự do. Rồi sau khi cô chú bác qua đây thì em biết là cô chú bác rất là buồn khi nhận thấy những cái hình ảnh đó. Đó là như vậy. Hiền muốn chia sẻ gì không? Hiền cũng, ba Hiền là hồi xưa là cảnh sát ở Vũng Tàu từ năm 65 tới năm 1970, chắc cũng lâu rồi, hơn 10 năm á. Thì Hiền cũng coi như một điểm cũng là thế hệ sau. Hiền nghĩ như anh Harry vừa nói, tháng 11 này, 11 tây tháng 11, tụi Hiền sẽ tổ chức một buổi gọi là buổi tối ca nhạc vinh danh và tiệc tri ân các cựu cô bác từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một buổi tiệc để tụi em có thể vừa tri ân mà vừa có thể hàn huyên tâm sự chuyện của huynh đệ chi binh, cho dù mình cho dù mà tụi Hiền với các cô các chú không cùng phục vụ trong cùng một thời gian, hay là cùng một chiến trường hay là cùng sắc màu sắc lính, nhưng mà có những điều những người chỉ có những người đi lính với nhau thì họ sẽ mới hiểu được nhau. Thì Hiền tụi em á, hy vọng các cô chú bác có thể đến và cùng ngồi chung bàn với tụi em, cùng chia ôn lại những kỷ niệm đời lính với nhau. Hiền chắc chắn là tụi em có những chuyện rất là tương đồng. Có những chuyện rất là tương đồng. Cái gọi mentality, cái mentality của lính nó vẫn là the same, nó không có thay đổi. Cá nhân Julie thì chỉ có anh là trong quân y và cũng có một anh là sĩ quan cảnh sát, và người anh mà sĩ quan cảnh sát thì cũng đã mất tích từ lúc 1975 đến giờ, từ lúc mà gia đình rời bỏ Việt Nam đi cho đến bây giờ cũng không có tin tức gì cả. Và vì thế cho nên lúc nào trong, cũng giống như hai người bạn trẻ của Julie, lúc nào trong lòng cũng luôn tưởng nhớ và luôn luôn lúc nào cũng ghi ơn những người đã hy sinh cho chị em mình còn được ngồi ở đây với nhau, có cơ hội để mình được thành tài, và bây giờ mình thành nhân, và mình có cơ hội để mình trở lại, mình phục vụ. Và
chắc chắn rằng thì là những cái gì mình đang cưu mang trong lòng mình đang những cái tư tưởng mình hướng về những người đã đi qua, mình muốn ghi lại cho cái thế hệ tiếp nối là các con của mình. Chị nghĩ rằng thì là cái buổi tiệc tri ân này nó rất là hay, là tại vì sẽ có rất có mình có khoảng 3 generation, 3 thế hệ. Thế hệ các cô bà, các chú, các cô, các ông, rồi thế hệ mình và các thế hệ của con cháu mình. Để mà góp mặt trong cái buổi tiệc tri ân này. Quý vị ơi, xin lấy sẵn giấy và bút là cái phần kế tiếp chúng tôi sẽ nói thêm quý vị rõ ràng hơn cái buổi tiệc tri ân, tại sao nó là buổi tiệc tri ân. Khi mà các em ngồi bàn Julie là chị, bây giờ mình phải làm tiệc đó, bây giờ mình phải làm sao? Quý vị có tin là các em chỉ tổ chức hoặc là quyết định tổ chức mới trong vòng 2 tuần và Julie với các em phải chạy ráo riết để mà liên lạc với tất cả các đài, và phải nói là các đài luôn luôn mở rộng vòng tay để mà đón tiếp những người lính tại ngũ, người lính quân đội của người Mỹ gốc Việt, để mà cho các em có cái cơ hội để mà về phục vụ lại cộng đồng. Khi mà có một câu hỏi mà chú Lý hỏi các em là khi mà các em tổ chức như vậy rồi sao, người thì ở miền Đông, người ở miền Nam, người ở miền Tây, rồi sao cứ è cổ chị Julie ra chạy hay sao? Đó là lý do tại sao mà làm chị, phải không? Mấy em nói chứ ai biểu chị làm chị ráng chịu, right? Không, thì tụi em có nói sơ ra đó, tụi em vẫn họp mỗi hàng tháng thì trên Facebook hoặc là conference call để tụi em plan những cái activity throughout the year. Còn nếu mà có activity nào mà gần thì tụi em cứ một tuần tụi em sẽ gọi conference call. Nhất là những cái event nào mà local á, thì mấy anh em local ở đó là họ more info active. Giống như là cái event này là mình tổ chức ở Nam Cali, cho nên những anh em Nam Cali phải vất vả. Thế thì ở miền Nam California mình có bao nhiêu anh em hiện tại đang ở miền Nam California? So far thì Nam Cali anh em mình khoảng actively không, cũng như rất, nhiều rất là đông thì em nghĩ là actively cũng phải là 40-50 người. Rồi những người chưa active hoặc là họ đang ở base với Camp Pendleton thì hơi xa, nhiều khi anh em lên xa quá thì không họp mặt, chứ thường thường mỗi lần tụi em họp mặt nhau cũng được 30-40 người. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái buổi tiệc tri ân tri ân với lính và gia đình. Đó là cái tên của buổi tiệc, phải không? Sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 tới đây, để mà mời tất cả mọi người, chứ không riêng gì là chỉ là những quý vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái đặc biệt nhất của cái buổi tiệc mà Julie xin phép các em cho chị nói trước một tí. Cái buổi đặc biệt là cái buổi tiệc ngày hôm đó là ngoài những quý vị đến để mà cùng chung vui với ban tổ chức, thì sẽ dành riêng cho một số vé để mà trân trọng kính mời những quý vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và những quý vị cao niên 70 tuổi trở lên, thì sẽ được dành riêng một số vé để mà các em trân trọng kính mời quý vị đến tham dự. Rồi các em nói tiếp đi. Chị nói tới đó chị thích quá rồi. Cái phần này mình còn một phút nữa, nhưng mà mình sẽ nói tiếp sau cái phần đó. Thì khi mà các em muốn mời các quý vị cựu quân nhân như vậy, thì các em có, mình có nên mời các quý vị đó mặc quân phục không ha? Dạ có, thì em cũng họp với mấy anh em là chúng em xin mời quý cô bác đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mặc quân phục để anh chi. Ngày hôm đó chúng em sẽ có những anh em trong hội lên sẽ chia sẻ những cái tình huynh đệ chi binh mà những anh em đã vượt qua những cái chiến trường như Iraq, Afghanistan rồi đồ này nọ, để giống như anh Hiền nói là huynh đệ chi binh mình cùng hiểu nhau và thông cảm với nhau, và đó là như vậy. Wow, chúng tôi sẽ trở lại sau cái phần quảng cáo để mà cho quý vị biết thêm những chi tiết, và Julie hứa sẽ không nói nữa để hai bạn này nói, tại vì ngoại trừ là hai bạn này nói chậm quá, Julie phải nhảy vào nói cho nó lẹ lẹ để quý vị có thể ghi xuống. Xin quý vị lấy bút và giấy để ghi xuống những ngày giờ, địa điểm tổ chức để chúng ta hoặc là và cái số điện thoại để quý vị liên lạc để mà ghi danh cũng như là biết thêm chi tiết. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.